Hello everybody, welcome to Health với KT. Chào các bạn đã quay lại với kênh Health với KT. Thì đang cuối ngày rồi ha. Nào, thì hôm nay thứ bảy, mai chủ nhật nên gán up luôn con game để mai nè có cái mà chơi ha. Vì em nó có server mới, vô là quẩy luôn ha. Rồi chạy cái map đầu tiên thì anh em sẽ nhận được cho mình đó là level 69 và hai con tướng 5 sao SSR và 4 túi trang bị đỏ 4 sao nha các bạn. Đủ một bộ đồ luôn. Và chúng ta có một túi nạp cắn vô sẽ lên được VIP 12 và được 20 cây lỗi thiên ha. Đây, rồi nhận quà VIP thôi. Quà VIP thì nên nhận ha. Phiên bản này là phiên bản 20 sao nha các bạn, nhưng mà sẽ update từ từ lên thêm cho các bạn sau. Đó. Còn anh em nào có chơi thì cứ việc tải về và chơi. Game em nó free rất nhiều code ha. Đó, kim nguyên bảo đồ rất nhiều luôn. Đó, quà rồi tướng 5 sao, SSR, SR, rồi UR đồ luôn ha. Rồi, đó. Bây giờ đến với thông tin server đi, tại vì code nhiều lắm, tí nhập code chắc cũng hết giờ luôn á. Đây ra ngoài sảnh, ở đây có... Rồi, lượn một vòng quanh cái sảnh luôn ha. Chiêu mộ hẹn giờ nè. Thì con gì đây, không có con UR nào đây. UR cũng khá ít ha, chứ không có được nhiều đâu các bạn. Đây UR nè. Đó. Rồi đến với thông tin server, chúng ta có vua nhật giả VN Open X6 21 giờ ngày 30 tháng 7 2022. Đó, quà tặng 160 xu sa gì Samara gì đó, với lại 200 triệu A-Ship Ninja. Thời gian event 30 tháng 7 đến 2 tháng 8 ha. Add vào 22 giờ hàng ngày. Điều kiện like, share, comment, chụp ảnh, add duyệt ok là lập quà. Bộ fit code 23 code dành cho các nhận giả khi tham gia. Đó, 23 cái code nha các bạn. Rồi, trong đó gồm có 6 rương tướng SSR, 4 rương trang bị đỏ 4 sao, 50 hồn ninja 10 sao. Wow, hồn ninja 10 sao mà 50. Mùi men, holy fuck. 120 cây lỗi thiên, 200 vé chiêu mộ cao, 200 vé chiêu mộ thần thú, 450.000 thuốc tăng bậc, 12 triệu vàng, ủa là 11 triệu vàng. Wow, thấy chưa, heo nói mà bản này phi vàng nhiều lắm. Rồi 500 triệu A-Ship Ninja, 320 triệu A-Ship Thám Hiểm, 550 triệu đồng quà tân hữu gồm VIP 12 level 69, 4 rương trang bị đỏ 4 sao, cây lỗi thiên, 20 hút A-Ship tăng bậc gì nè, đó. Link tải game, link nhập code ha. Rồi như bản này có iOS luôn á. Đây iOS có luôn nè ha. Còn iOS có tính phí đồ hay không thì cái đó heo không biết ha. Đấy, nhiều ông là cứ hỏi ủa sao thấy có iOS mà sao vô tính phí. Bản này tính phí, bản kia không tính phí. Heo không có chơi iOS, heo xài Android nha. Đấy. Còn anh em nào muốn chơi nhiều game thì cứ đẩy Samsung mà đẩy tới ha. Ông nào mà có làm việc này nọ cần bảo mật cao thì mua thêm một cái Samsung hay là Huawei hay là Oppo gì đó mà chơi game rẻ mà tầm 2-3 triệu rồi. Tỷ lệ nạp siêu ưu đãi, thẻ cào 10.000 bằng 40.000 xu bằng 80.000 vàng ha. ATM Momo thì 10.000 bằng 50.000 xu bằng 100.000 vàng. Event nạp tích lũy nhận gói quà VIP theo 7 móc trên web. Event don ủng hộ móc 500k nhận 5 tướng tùy chọn hoặc 400 xu Samsara
2 rương thần trang 5 sao, 5 rương trang bị đỏ 5 sao, 5 rương quỷ hú cam, 5 bí thuật VIP 15 cầu thức tỉnh, 100 đá UR, 100 nước thánh, 50 triệu đồng, 50 triệu A-Ship Ninja. Mở bán lẻ 100 ngàn bằng 400 xu Samrama hoặc 50 đá UR nha các bạn. À, đua top lực chiến. Top 1 100 đá UR, 500 triệu đồng, 500 triệu A-Ship Ninja, 400 xu Samsara. À, có rất nhiều luôn. Code rất nhiều luôn. Bây giờ đi nhập code thôi. Nhập code cũng tốn khá thời gian á. Mà này được cái là chúng ta nhập code thì nhập liên tục được ha. Ủa ít mấy à? Ít 6 vì chúng ta đang ở ít 5. Ít 5 đây. Rồi hỗ trợ 1, 2. Ok, hỗ trợ 1, hỗ trợ 2. Rồi có top x1, x2, x3, x4, x5. Ok. X1, x2, x3, x4, x5. Rồi có x top gì nữa nè. 6, 7, 5 gì quá trời luôn. Nhập hết một lần rồi chúng ta hãy vô nhận quà nha các bạn ơi. Ủa, nó nhập tới đây rồi quà nó không nhảy nữa anh em. À, nó đang nhảy nè, ok. Nó đang nhảy nhưng mà nhảy hơi chậm ha, anh em thông cảm. Còn muốn nữa thì, ủa sao nó không nhảy nữa nè. Để nó ra tới đây là phải nó lên 40 chứ. À, ok ok, vậy là chắc nó vô chậm thôi, không sao đâu. Cứ nhập đi. Con này chắc nó không tới nỗi mà lắc mất code của chúng ta đâu anh em. Qua VIP qua siêu ngon nha, đó. 43 túi quà rồi. Mà chúng ta vẫn còn một đống code ở phía sau. Cố lên vì sự nghiệp chơi game lậu. Nhập code mỗi tay cũng được ha. Có code nhập là được rồi. Vậy nhập còn ít á. Một số game mà heo từng đăng là nó nhập tới 40-50 cái code. Trời ơi, nhập cái code xong cái hết luôn cái video. Mà không nhập thì không được. Không nhập cái nhiều ông nói là ui này ông nhập một hai cái rồi ông kêu admin boot hack cho đồ này nọ. Ok, ừ thì boot hack. Đó là giờ thôi anh em ráng ngồi xem ha. Còn không thì mình tua qua ha. Còn ông nào muốn xem ngồi coi có gian lận gì không thì ngồi coi từ từ ha. Nhưng mà nhớ coi xong thì cho xin một like, một share được rồi. Còn đăng ký kênh, chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ha. Và đăng ký luôn kênh HeoBKT Gaming ở dưới phần mô tả với lại phần bình luận của video là được rồi. Đó. Rồi, tổng là 52 túi quà ha. Gồm có A-Ship, đang đây, 50 hồn 10 sao nè. Đó, Kim Nguyên Bảo, A-Ship đồ. Rất là nhiều luôn. Cuộn giấy khế ước, rồi đồng, rồi tùm lum hết nè. Đó, nhiều lắm. Rồi, nhận luôn nhanh ha. Đây. Đây, 100 luôn các bạn ơi. Ui man, 100 hồn hả? Wow, phải 100 không? Ui, ở đây ghi có 50. Mà ở đây chúng ta nhập hết là được tới 100 hồn 10 sao. 50 hồn 10 sao nè. 50 hồn 10 sao nữa nè. 100 hồn 10 sao nha các bạn. Wow, wow. Ok, thấy cái đó là hết biết nói gì rồi. Với lại thêm tổng là 10 triệu Kim Nguyên Bảo hả? Đó, 815 triệu, 815 triệu đồng. Với lại 765 triệu A-Ship Ninja hả? Quá trời quá đất rồi. Vậy thì làm gì nữa? Đơn giản lắm. Vậy cái chúng ta vô chúng ta đè đầu mấy cái event chiêu mộ nè. Đó, thì chúng ta chiêu thôi chứ chả có gì đâu các bạn. Đó, chiêu mộ hết cho heo. Đó, tỷ lệ chiêu mộ khá hợp hả? Đó, năm sau ra cũng khá dễ. Đây. Đó, chiêu mộ gà mầm luôn. Việc chúng ta chỉ là tải về và vô nhập code thôi là được rồi. Đó, trời ơi, Oshimaru luôn. Rồi Kabuto hiếu niên luôn. Đó, hiếu niên, thiếu tiền gì tùm lum hết.
nội mà chúng ta có được một trăm hồn 10 sao thì đó là cả một cái vấn đề rồi đó các bạn. Hồn 10 sao thì để nâng lên 11, 12 sao đồ này nọ. Nên là cái hồn nó khá là quý ha. Đù UR luôn, thấy chưa? Tỷ lệ quay rất là ok nha. Quay ra được cả UR luôn ha. Đó. Rồi còn ông nào mà chơi nữa không? Chơi nữa thì thôi heo bó tay luôn đó. Trời ơi à. Game người ta hôm như vậy mà còn chơi nữa là hôi dồi luôn. Nazi đồ nè ha. Đó. Rất nhiều luôn. Rồi giờ để coi xếp đội. Ok. Ủa hình như mình hiếu hiếu gì đúng không? Hư viện. Túi đúng rồi. Hiếu hiếu mấy cái mảnh chưa có mở ra nè. Đó. Chỉ có điều là cái bảng này thì nâng tướng lên nó hơi cực thôi các bạn. Phải nâng mấy con 4 sao lên 5 sao rồi nọ thì tính ra thì nó cũng như mấy bạn kia thôi. Nhưng mà mình chơi thì mình thấy nó hơi cực cực vậy thôi. Đồ Gì mở random ra được. Ui man, Naruto tiên nhân luôn. Wow. Mở random đó mấy ông ơi. Ui dồi ôi. Hết hồn con tròn. Rồi ok, cho mày lên luôn. Đó. Ồ ồ. Rồi, link thì heo sẽ để dưới phần mô tả. Anh em nào có chơi thì tải về nha. Và nhắc lại, game Open X6 21 giờ ngày 30 tháng 7 với quà là 23 code siêu xịn mịn ha. 100 hồn 10 sao và 10 triệu kim nguyên bảo nha các bạn. Ok, rồi bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha các bạn. Ok, bye bye.